Dạ, em chào cô chú và anh chị ạ. Em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang đây. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 3.000 mét vuông. Hiện em đang đứng ở đoạn đường bê tông rộng khoảng là 2 mét rưỡi. Con đường này anh chị mình liên thông ra đường ấp Quan Hóa, ấp Dầu khoảng là 500 mét. Và cũng trên con đường này anh chị mình di chuyển ra đường tỉnh lộ 876 khoảng là 1,5 km nha. Ở đây mình có điện nè, nước, wifi có đầy đủ luôn. Và khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị mình xây nhà vườn. Ở đây thì gia chủ đã trồng cây ăn trái sẵn rồi. Anh chị mình về, anh chị mình là chỉ cất nhà thôi nha anh chị. Và con đường bên đây là anh chị mình cũng liên thông luôn nha. Gia chủ mình đang bơm cát nè và nông con đường này cho nó rộng ra cho anh chị mình di chuyển vào ô tô là tới đất luôn. Diện tích mình có bề ngang là 70 m và mình sâu vào là 43 m nha. Trên đất mình thì gia chủ đang trồng dừa, vú sữa nè, bưởi rất là nhiều để em di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha. Rồi em đã di chuyển tới thửa đất này rồi. Từ đây anh chị mình di chuyển ra đường bê tông 2 mét rưỡi á, hồi nãy em đứng á, khoảng là 50 mét thôi. Thửa đất mình có bề ngang là 70 mét, dài là 43 mét, tổng diện tích của mình là 3.000 mét vuông. Trên đất mình á, gia chủ đang trồng dừa nè, bưởi nè, chuối nè, rất là nhiều loại cây ăn trái. Anh chị mình về á, là anh chị mình khỏi cần trồng luôn. Đất mình vuông vức nha anh chị, không có màu mã gì hết, đất sạch sẽ luôn, quá đẹp luôn nha anh chị. Trên đất mình dừa là đang trong quá trình là hưởng quê lợi luôn. Anh chị mình mua về là anh chị mình cất nhà nghỉ dưỡng, em nghĩ rất là thích hợp. Và hiện đất của mình là quay về hướng đông nha anh chị. Dừa mình gia chủ đã trồng được khoảng 4 đến 5 năm rồi. Và bưởi á, gia chủ trồng cũng khá là lâu rồi nha anh chị, cũng đang trong quá trình là hưởng quê lợi luôn. Một cái mảnh vườn cực kỳ là đẹp luôn. Đất mình á, tương đối là cao gáo và bằng phẳng luôn. Anh chị mình yên tâm nha. Ở đây thì gia chủ đã làm hàng rào B40 hết rồi. Anh chị mình cũng không sợ tranh chấp về ranh giới. Nếu anh chị mình ở thành phố Mỹ Tho, anh chị mình di chuyển về đây khoảng là 10 km. Nếu anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị di chuyển về đây khoảng là 75 km. Đất mình cách đường tỉnh lộ 876 và trung tâm hành chính của Vĩnh Kim khoảng là 3,5 km nha. Dừa mình đang trong quá trình là cho trái luôn nha anh chị. Anh chị mình về á, là anh chị mình hưởng luôn. Ở đây đất mình hiện quay về hướng đông nha. Với giá chính chủ đang kêu bán tổng diện tích này là 3.000 mét vuông với giá là 2 tỷ 500 triệu nha anh chị. Nếu anh chị mình có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất này và anh chị mình gặp chính chủ, anh chị mình trao đổi việc buôn bán luôn. Bên em cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị mình sang lắp mặt bằng và làm nhà cấp 4, xây hàng rào lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị nha. Thửa đất mình cao gáo và bằng phẳng luôn nha anh chị. Trên đất mình gia chủ có trồng hai loại dừa, một là dừa sim xanh và hai á, là trồng dừa sim lùng nha anh chị. Và xung quanh đất á, gia chủ mình có trồng bưởi nè, vú sữa,
anh chị thấy không, cái mảnh vườn mình vuông vức và đẹp luôn nha anh chị. Và ở đây phong thủy của mình cũng rất là tốt, quay về hướng chánh đông luôn. Ở đây là bưởi nè, gia chủ trồng cũng khoảng được 4 đến 5 năm rồi. Ở đây thì một công dừa hàng tháng thu nhập khoảng là 1,5 triệu một tháng nha anh chị. Là một công á, một công dừa ở đây thì khoảng 1,5 triệu. Và gia chủ á, mình có trồng tắc và hạnh thêm nữa nha. Đó, anh chị mình về á, là anh chị mình không cần trồng cây ăn trái thêm, gia chủ đã trồng sẵn cho anh chị hết rồi. Đó, để em di chuyển tổng quan thửa đất cho anh chị mình tham khảo và để anh chị mình nắm thật là cụ thể chi tiết hơn, để anh chị mình ở xa anh chị mình không mất thời gian của anh chị mình về xem đất nha. Với giá chính chủ đang giao bán là 2,5 tỷ nha anh chị, với tổng diện tích là 3.000 m², ngang của mình là 70 m và mình sâu vào là 40 m, 43 m thôi. Mặt tiền của mình rất là rộng, anh chị mình có thể mua về chia cho anh em, hoặc anh chị mình hùng vô mua thửa đất này về anh chị mình cất nhà nghỉ dưỡng nha anh chị. Anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô mình tới đất luôn. Em xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Đất mình nằm thuộc ấp Thạnh Hòa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình là 3.000 m², ngang của mình là 70 m và mình sâu vào là 43 m ha. Gia chủ đang kêu bán là 2,5 tỷ, giá này anh chị mình gặp chính chủ và anh chị mình trao đổi việc buôn bán luôn. Anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn anh chị đã xem video. Hẹn quý anh chị và các bạn ở những phần video.